Đời Thương Phật Độ, tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, đúng tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023, gặp thời đổi vận, tiền bạc ào ào đổ về nhà, giàu sang phú quý hết phần thiên hạ, nếu như biết được những điều này. Minh được tử vi hoan hỉ chào đón quý cô bác đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Và tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người, đã dự đoán rằng đúng tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý cô bác tuổi Đinh Mùi sẽ phải trải qua một tháng hung cát ẩn tàng, vận trình có nhiều biến động, nhưng nếu như quý cô bác cứ nghiêm túc cố gắng thì sẽ tự tay cải biến được số mệnh của mình, từ đó những dấu hiệu may mắn cũng sẽ đến. Quý cô bác có cơ hội phát tài, trúng số, trúng thưởng là rất lớn, giúp cho quý cô bác được hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Về vận trình cụ thể ra làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình, thì ngay sau đây xin mời quý cô bác tuổi Đinh Mùi cùng theo dõi nội dung chi tiết. Quý vị thân mến, trên đời này chẳng ai có lẽ là không mong muốn số mệnh của mình tốt đẹp, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, cuộc sống luôn hạnh phúc, ấm êm, chẳng có nhiều điều lao tâm khổ tứ. Số mệnh con người ắt tốt hay xấu thì đều phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Trong đó, chúng ta sinh ra thuộc ai trong số 12 con giáp cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Vậy trong số lục thập hoa giáp, những mệnh chủ nào trời định làm người tốt số, số trời sinh mang mệnh đắc tài phú quý trong tháng 6 âm lịch năm 2023? Chỉ cần sống chân thành sẽ được thúc bóng xứng đáng cuộc sống tiền bạc viên mãn, 10 phân vẹn 10. Cuộc đời con người rất sợ và ám ảnh việc nợ nần, túng thiếu, nhưng mỗi người mỗi hoàn cảnh. Sẽ có lúc bạn phải đối mặt với hoàn cảnh mình không mong muốn. Trời không triệt đường sống của ai bao giờ, và tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, được dự báo rằng trong tháng 6 âm lịch này, có số hưởng trời ban, thân tài chỉ đường ban lộc, cát tinh cao chiếu, mọi việc sẽ suôn sẻ và ổn định hơn. Trước khi đi vào phần luận giải tử vi chi tiết, ta hãy cùng nhìn lại về vận mệnh cuộc đời và những nét riêng trong tính cách của những người sinh năm 1967, tuổi Đinh Mùi. Những người sinh năm 1967, tuổi Đinh Mùi, mệnh thủy, thiên hà thủy, nước trên trời, nước mưa. Thiên hà thủy đổ xuống khắp mọi nơi trên trái đất, đó là mưa, vạn vật đều nhờ mưa mà tươi tốt màu mỡ, tình yêu thương chan hòa, nhưng mưa có, mưa nhỏ, mưa to, mưa xuân mưa, hà mưa dông, mưa bão. Không phải mưa nào cũng hữu ích cho bản dân thiên hạ, cần mưa nhỏ mà lại mưa lớn, cần mưa lớn mà chỉ lâm dâm, mưa như thế kể bằng vô ích. Về cơ bản, theo tử vi ngày nay, người mệnh thiên hà thủy có đầu óc thông minh, nhanh nhạy, vì hành thủy, chủ trí tuệ. Nước mưa từ trên trời rơi xuống nên vốn là một loại nước tinh khiết, vì thế bản mệnh cũng là người tử tế, tao nhã, có tác phong làm việc, nhã nhặn, lịch thiệp. Nếu tu dưỡng tốt, mệnh này sẽ là những người rộng lượng, ưa làm việc thiện, thích giúp đỡ người khác mà không cần được đền đáp, có thể có nhiều cống hiến lớn lao cho cộng đồng. Bản chất của nước mưa là mỏng manh, nên người mệnh thiên hà thủy cũng nhạy cảm, tinh tế, giỏi chăm lo cho mọi người. Họ không phải là người quá sôi nổi, mà thường có nhiều tâm sự trong lòng. Chỉ khi đi sâu vào tâm hồn họ, ta mới có thể hiểu hết được. Người mệnh này có tài làm quản lý và lãnh đạo vì thích quan tâm và giúp đỡ mọi người, nên họ thường là những nhà quản lý được lòng cấp dưới. Tuy nhiên, nếu được giữ những cương vị cao, thì bản mệnh nên rèn luyện tính tình mình cho quyết đoán hơn. Nhạy cảm hay do dự, mềm lòng sẽ dễ gây ảnh hưởng xấu đến những thời điểm mang tính quyết định. Các nghề bác sĩ, chuyên gia tư vấn cũng khá phù hợp với tính cách của họ. Bản mệnh là những người không coi trọng tiền bạc, vật chất, nên dù làm những công việc có thu nhập cao cũng không kiêu ngạo, khoe mẽ, họ thích dùng tiền để cống hiến cho các hoạt động cộng đồng hơn. Trong tình yêu, người mệnh thiên hà thủy trở nên rất lãng mạn, họ thích thảo ra những tình huống bất ngờ cho người mình yêu, vì thế tình cảm của họ thường tiến triển một cách rất thuận lợi và tích cực. Họ thích quan tâm, chăm sóc đến nửa kia của mình, nên là một người tình chu đáo. Sau khi kết hôn, cũng được lòng gia đình nhà vợ chồng. Tuy nhiên, người mệnh này nhạy cảm nên cũng dễ bị tổn thương,
Nếu chuyện tình cảm đổ vỡ, họ sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể hồi phục. Vì thế, theo tử vi ngày nay, họ là những người cần được tôn trọng, yêu thương. Khi xảy ra tranh cãi cũng nên giữ thái độ nhẹ nhàng và mềm mỏng, tránh những câu nói nặng nề sẽ gây ra vết thương lòng cho họ. Thời tiền vận, đường tình duyên của tuổi Đinh Mùi gặp nhiều trắc trở, gặp đến đôi lần biến đổi, sóng gió mới tìm được hạnh phúc cuối cùng cho mình. Còn nếu không gặp phải nhiều lần biến đổi như vậy, thì cuộc sống hôn nhân lạnh nhạt, vợ chồng không được hạnh phúc. Đối với tuổi Đinh Mùi, thì vợ chồng phải sống hai nơi cách trở nhau thì hôn nhân mới được lâu bền. Tuổi Đinh Mùi là những người có cách ứng xử linh hoạt, mềm dẻo, vì thế họ dễ được lòng mến mộ từ người khác. Sự nghiệp phát triển dễ dàng, cuộc sống người này nhìn chung được đầy đủ, no ấm, được hưởng trọn sự sung sướng, an nhàn đến hết đời. Nam mạng tuổi Đinh Mùi có đường công danh và sự nghiệp gặp nhiều vận may, họ sớm lập bền vững. Tuổi Đinh Mùi nam có số trời ban, được cuộc sống sung túc, vinh hoa phú quý, hiếm khi phải âu lo sầu não hay phải trải qua nhiều khó khăn, trắc trở. Nam giới tuổi Đinh Mùi được trời ban cho cuộc sống tươi đẹp, gặp nhiều may mắn, vào thời trung vận về sau, họ được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, yên vui và đường con cái gặp nhiều phúc phần. Tuổi thọ trung bình của những người tuổi Đinh Mùi nói chung rơi vào khoảng từ 75 tuổi đến 82 tuổi. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào cách sống của gia chủ. Nếu sống tích nhiều phước đức, làm nhiều việc tốt, giúp đỡ đời thì tuổi thọ được tăng lên, còn ngược lại sẽ bị giảm tuổi thọ. Về phần gia đạo, tuổi Đinh Mùi nam mạng may mắn có được sự êm đềm, gia đình hạnh phúc và yên vui. Về đường công danh của tuổi Đinh Mùi trong thời tiền vận đã chớm nở rộ, công danh sớm lên cao và càng thêm phần vững mạnh khi bước sang giai đoạn hậu vận, công danh vẻ vang, rực rỡ. Con đường sự nghiệp của tuổi Đinh Mùi nam giới sẽ được tạo lập thành công vào năm 36 tuổi. Sự nghiệp của họ sẽ càng lên cao như diều gặp gió sau năm này, chính vì thế nên tiền bạc vào như nước, cuộc sống thêm phần dư giả về vật chất, tài sản có của ăn của để. Nữ mạng tuổi Đinh Mùi có đường gia đạo yên vui, hạnh phúc, hiếm khi gặp cảnh thiếu thốn hay gia đình bất ổn. Tuy nhiên, đường công danh của nữ giới tuổi này không mấy tốt đẹp, không có sự phát triển vượt trội, nếu có cũng ở mức trung bình. Khác với nam mạng, nữ mạng tuổi Đinh Mùi vào thời tiền vận phải nếm trải muôn vàn gian nan, phải qua sang thời trung vận đến hậu vận mới hoàn toàn ổn định, hưởng sự an nhàn phúc lộc trời ban. Về đường tình cảm, họ gặp nhiều sự suôn sẻ hơn. Những người tuổi Đinh Mùi nói chung sẽ có tuổi thọ trung bình từ 78 đến 86 tuổi, nếu sống lương thiện, làm nhiều việc giúp đời thì tuổi thọ sẽ được gia tăng. Nữ mạng Đinh Mùi may mắn có được gia đạo ấm êm, tươi vui. Tuy nhiên, về phần công danh sự nghiệp của họ thì không phát triển đến mức cao được, nếu có cũng chỉ tạm dừng ở mức trung bình. Sự nghiệp từ sau năm 40 tuổi mới được tạo dựng vững chắc, đường tài lộc thì không cần lo nhiều vì luôn được dồi dào, không lo cảnh thiếu thốn. Và sau đây là tổng quan vận trình trong tháng 6 âm lịch của tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Xem tử vi tháng 6 năm 2023 tuổi Đinh Mùi âm lịch, bản mệnh đang có những chuyển biến tốt trong tháng này nhờ có tam hội độ mệnh. Nếu bạn biết cách khai thác các mối quan hệ xã giao xung quanh mình, thì có thể sẽ kết nối được với người có tầm ảnh hưởng, tìm thấy cơ hội phát triển phù hợp với năng lực của mình. Với nguyệt lệnh lâm quan đới, con giáp này khá tự tin vào những việc mình đang làm, chính vì vậy mà bạn chủ động làm việc chứ không cần ai phải nhắc nhở. Quý nhân vận tăng lên, bạn được giúp đỡ để có thể gây ấn tượng tốt đẹp với cấp trên và bạn có thể được phụ trách những nhiệm vụ quan trọng. Tài lộc, trong tháng này của người tuổi Đinh Mùi cũng có những bước phát triển rực rỡ. Số tiền mà bạn thu được trở nên dồi dào hơn hẳn khoảng thời gian trước đó và số tiền này hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực bạn bỏ ra. Tuy nhiên, bạn vẫn nên cẩn trọng trong làm ăn, dành thời gian để nhìn nhận và khắc phục những vấn đề bất hợp lý tồn tại trong hoạt động kinh doanh của mình để hạn chế rủi ro. Tuổi Đinh Mùi cũng có đào hoa chiếu trong tháng Kỷ Mùi này, người độc thân chớ nên vội vàng quyết định chuyện tình cảm. Có thể sự cô đơn sẽ khiến cho bạn cảm thấy lạc lõng mà gật đầu nhanh chóng, nhưng như vậy thì khó đảm bảo được chuyện hạnh phúc mãi mãi về sau. Các cặp đôi có thể gặp chuyện thị phi mà hiểu lầm lẫn nhau, tình yêu đứng trước thử thách không nhỏ. Phương diện sức khỏe của tuổi này được dự báo không gặp vấn đề gì quá đáng lo ngại, chỉ cần bạn có chế độ sinh hoạt lành mạnh, người cao tuổi không nên lao động quá sức, khiến cơ thể mệt nhọc. Trong khi đó, những người còn trẻ cần chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe thì thể trạng sẽ luôn được đảm bảo. Cụ thể từng phương diện như sau. Về mặt sự nghiệp, theo tử vi tháng 6 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Đinh Mùi trong tháng mới được nhiều cát tinh cao chiếu nên khởi sắc rõ rệt,
công việc triển khai thuận lợi. Quan hệ tam hội mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho con giáp này nếu bạn biết tận dụng thời cơ đúng lúc. Lại thêm nguyệt lệnh quan đới chống lưng nên tháng này rất phù hợp để cầu chức, cầu danh hứa hẹn những chức vụ mới, vị trí mới đầy xứng đáng với nỗ lực đã bỏ ra. Tháng này cho thấy rõ tinh thần làm việc hăng say của những chú dê, bạn khá tự tin vào những việc mình đang làm, chính vì vậy mà bạn chủ động làm việc, chứ không cần ai phải nhắc nhở, không còn là giai đoạn ngồi chờ việc hay phải đợi có người thúc ép nữa, bản mệnh chủ động, xông xáo hơn hẳn. Con giáp này cũng có định hướng rõ ràng hơn trong công việc, tham vọng và mục tiêu rõ ràng, là kim chỉ nam để bạn vươn mình mạnh mẽ về phía trước. Nếu biết phát huy điểm mạnh của mình, bạn hoàn toàn có thể mang lại lợi nhuận cho công ty và nhận được một khoản thưởng nóng từ đó. Tử vi tháng còn cho thấy, các mối quan hệ xã giao của Mùi tốt hơn trước rất nhiều. Nếu bạn biết cách khai thác lợi thế này, bạn có thể sẽ kết nối được với người có tầm ảnh hưởng, tìm thấy thêm cơ hội phát triển phù hợp với năng lực của mình. Đặc biệt, quý nhân vận tăng mạnh, sự chủ động sẽ khiến bạn gây được ấn tượng tốt với quý nhân cũng như cấp trên. Nhờ đó, bạn được giúp đỡ để có thể gây ấn tượng tốt đẹp với cấp trên và bạn có thể được phụ trách những nhiệm vụ quan trọng. Giai đoạn mới đảm nhận những công việc mới có thể khiến bạn lo lắng và có phần hoang mang, nhưng đừng sợ mình không làm được, chỉ cần bạn muốn thì có rất nhiều cách. Đừng ngại xin ý kiến hay sự trợ giúp từ những người đi trước giàu kinh nghiệm. Có một điều cần lưu ý là vận trình quá vượng khiến tư duy độc lập của bạn trở nên tiêu cực, đôi khi bạn thể hiện ý kiến của mình một cách độc đoán, cứng nhắc. Do đó Mùi sẽ cần học thêm tính khiêm tốn, nhường nhịn thì công việc mới dễ dàng thành công. Về mặt tài lộc, xem tử vi tài lộc của tuổi Đinh Mùi trong tháng 6 năm 2023 âm lịch, vận khí tăng tiến cũng giúp bản mệnh đón tin vui ở phương diện này. Thuận đà công việc hanh thông, không có lý do gì mà tài chính của Mùi không khởi sắc. Theo đó, thậm chí bạn sẽ không cần phải suy tính quá nhiều trong việc kiếm tiền mà đồng tiền sẽ tự đến. Quan đới đảm bảo sự nghiệp tiến triển ổn định, con giáp này vẫn đang từng bước hoàn thành các kế hoạch hay mục tiêu của bản thân. Nguồn thu từ công việc chính cũng khá tốt, do con giáp này đạt được những thành tích nhất định nên có thể sẽ có khả năng được tăng lương, thăng chức. Những ai ấp ủ mong muốn tăng lương cũng có thể mạnh dạn đề xuất với cấp trên, nếu nỗ lực và đóng góp của bạn là xứng đáng, cấp trên chắc chắn sẽ không từ chối yêu cầu chính đáng này của bạn. Với những người làm kinh doanh, buôn bán thì cũng nên nắm bắt thời cơ khi thần tài đang đứng về phía bạn. Nhờ tam hội cục nhập mệnh, hợp tác làm ăn trôi chảy, lợi nhuận rủng rỉnh, bạn hoàn toàn có thể tiến hành những dự định đầu tư hay mở rộng kinh doanh của mình theo kế hoạch vạch ra từ trước đó, đôi lúc cũng cần một chút máu liều để thu về càng nhiều hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa bạn bất chấp đâm đầu vào cả những lĩnh vực bản thân không có hiểu biết, đừng đặt mình vào nơi mạo hiểm quá lớn, làm gì cũng cần để đường lui cho bản thân. Để tăng cường may mắn về tài lộc, tuổi Đinh Mùi có thể trưng các loại cây cảnh vượng lộc như cây kim tiền, trúc phú quý, vân vân trên bàn làm việc. Những cây này có tác dụng phóng đại năng lượng giàu có, thu hút tài lộc, thúc đẩy tài vận ổn định và bền vững hơn. Về mặt tình cảm, gia đạo. Về phương diện tình duyên, tháng mới cũng đánh dấu những biến chuyển tích cực trong chuyện tình cảm của Mùi. Cục diện tương hội báo hiệu sẽ có đào hoa chiếu mệnh, mở ra nhiều trải nghiệm đặc biệt cho bản mệnh. Tháng này sẽ mang tới nhiều cơ hội cho người độc thân, bạn có thể sẽ tìm được một người thích hợp với mình, kết thúc những tháng ngày lẻ loi bao lâu nay. Bạn có những suy nghĩ cởi mở hơn về tình yêu, cũng chủ động tìm kiếm cơ hội, thay vì cứ ngồi chờ đợi như trước đó. Tuy nhiên, bạn cũng được khuyên nên cân nhắc kỹ càng, chớ nên vội vàng quyết định chuyện tình cảm. Có thể sự cô đơn sẽ khiến cho bạn cảm thấy lạc lõng mà gật đầu nhanh chóng, nhưng như vậy thì khó đảm bảo được chuyện hạnh phúc mãi mãi về sau. Đào hoa có lợi cho người độc thân là vậy, nhưng với các cặp đôi hay người đã lập gia đình thì điều đó lại cực kỳ nguy hiểm, đôi bên có thể gặp chuyện thị phi mà hiểu lầm lẫn nhau. Tình yêu đứng trước thử thách không nhỏ, các cặp vợ chồng nên tỉnh táo, tìm đúng mối lương duyên thiện lành, chớ đứng núi này trông núi nọ mà tự phá hoại hạnh phúc của bản thân. Về mặt sức khỏe, tử vi tháng mới dự báo, sức khỏe của tuổi Đinh Mùi vốn không gặp phải vấn đề nào nghiêm trọng ở thời điểm này. Dù vậy, bạn vẫn nên dành thời gian chăm sóc sức khỏe, chú ý tới vấn đề dưỡng sinh cho cơ thể. Nhất là khi con giáp này ham làm, ham việc, mải mê phấn đấu phát triển sự nghiệp và làm giàu, nên có xu hướng bỏ bê bản thân. Cách tốt nhất là nên có chế độ sinh hoạt lành mạnh, người cao tuổi không nên lao động quá sức, khiến cơ thể mệt nhọc. Trong khi đó, những người còn trẻ cần chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe thì thể trạng sẽ luôn được đảm bảo. Tiếp theo là vận trình chi tiết tử vi từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Đinh Mùi.
sinh năm 1967 đúng tháng 6 âm lịch 2023. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 6 âm lịch. Là con giáp may mắn tuần này, người tuổi Đinh Mùi có được sự hăng hái năng động trong công việc, lại nhận được sự chỉ dẫn của cấp trên nên mọi việc tiến triển vô cùng thuận lợi. Tuần này cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh tăng cường mở rộng các mối quan hệ làm ăn, xã giao của mình. Hãy nhớ thái độ chân thành và nhiệt tình sẽ giúp bạn dễ dàng tạo được ấn tượng tốt, những mối làm ăn bất ngờ mở ra cơ hội kiếm tiền cho con giáp này. Từ giữa tuần trở đi sẽ là lúc tài khí thịnh vượng nhất, bản mệnh có thể tranh thủ khoảng thời gian này để thực hiện các dự định cầu tài, kinh doanh, buôn bán, tăng tỷ lệ thành công, đón lợi nhuận về túi. Về công việc, chính quan báo hiệu Đinh Mùi có thể biến tuần lễ mới của mình trở nên ý nghĩa hơn bằng những thành tựu đạt được trong tuần này. Tuy nhiên, bạn cũng nên cẩn trọng khi giao tiếp với những người xung quanh, sự thân thiện của bạn có thể là yếu tố để kẻ xấu lợi dụng và hãm hại. Đầu tuần và giữa tuần là lúc cát khí vượng, tài vận vượng phát, Đinh Mùi cũng nên tận dụng thời điểm này để kiếm tiền, chi trả cho những khoản chi tiêu cần đến vào cuối tháng. Cuối tuần có điểm báo hao tài, con giáp này nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, tránh chi tiêu hoang phí, mua sắm quá độ. Quý nhân, Mão, Tuất, tiểu nhân, Dậu, Thìn, màu sắc may mắn, hồng đỏ, con số may mắn 56, 32, 04. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 6 âm lịch. Vận trình của người tuổi Đinh Mùi nhìn chung có nhiều khởi sắc trong tuần này, bởi những vấn đề bạn đang chờ đợi kết quả cũng sẽ báo tin vui. Hãy nhớ rằng, thái độ khiêm tốn sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ cho cuộc sống, bạn sẽ xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, khiến nhiều cơ hội nghề nghiệp, tài vận và cả tình duyên mở ra trước mắt. Với người làm công ăn lương, hãy phát huy tinh thần trách nhiệm cao, bạn sẽ được cấp trên ghi nhận và tạo điều kiện để phát triển. Với người làm ăn kinh doanh, cơ hội kiếm tiền về đầy túi cũng nhiều hơn, bạn nên khéo léo tận dụng thế mạnh của mình. Sao Thái Dương vốn là một cát tinh, nên khi nó xuất hiện trong vận trình tuần mới của tuổi Đinh Mùi, sẽ là tín hiệu tích cực cho những nỗ lực bấy lâu của bản mệnh. Đường công danh, sự nghiệp, nhờ đó mà cũng suôn sẻ, thuận lợi hơn phần nào. Thực ra, con giáp này đang rất cần đến sự thúc đẩy và may mắn để sớm đạt được mục tiêu đã đề ra. Tuần này chính là thời điểm gặp may của bạn. Cát khí cũng giúp tài lộc thăng hoa, tài chính rủng rỉnh. Những người làm công việc cố định, tuy chủ yếu vẫn dựa vào nguồn lương chính, nhưng thu nhập hiện tại đủ khiến bạn hài lòng. Người kinh doanh tự do sẽ thoải mái hơn khi có nhiều nguồn thu, khiến bạn thực sự vui mừng. Về phương diện tình cảm, mối quan hệ dạo gần đây đang có dấu hiệu lạnh nhạt hơn trước. Bạn không nên bỏ qua các dấu hiệu bất thường, có thể do người ấy và bạn đã lâu không được gặp nhau do cả hai quá bận rộn. Hãy quan tâm tới đối phương nhiều hơn, chia sẻ và động viên sẽ giúp tình cảm cả hai thêm gắn bó. Sức khỏe đang có dấu hiệu sụt giảm nghiêm trọng, bạn là người quá tham công tiếc việc nên có xu hướng bỏ bê, không quan tâm cơ thể. Đừng vì mải mê kiếm tiền mà quên chăm sóc cho bản thân, nhớ nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng thật nhiều, nếu không sau này bạn sẽ thấy hối hận đấy. Quý nhân, Mão, Tuất, tiểu nhân, Ngọ, Thìn, màu sắc may mắn, vàng, hồng, con số may mắn, 89, 35, 54. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 6 âm lịch. Trong tuần này, người tuổi Đinh Mùi sẽ may mắn có sự đồng hành của sao Bách Việt, nhân duyên rất vượng, đào hoa khoe sắc, tuần này rất thích hợp để tiến hành các dự án, hợp tác làm ăn, ký kết hợp đồng. Mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ, cũng giúp các khoản lợi nhuận của bạn tăng tiến nhanh chóng, ngay cả các khách hàng khó tính ngày trước cũng sẽ sớm bị thuyết phục bởi kế hoạch hợp lý của bạn. Từ giữa tuần trở đi, vận trình có đôi chút sa sút, mọi chuyện trở nên có đôi chút khó khăn hơn, nhưng đó lại là cơ hội để bản mệnh phát hiện ra những điểm mạnh của mình để phát huy. Khi đã ở trong điều kiện thuận lợi rồi, người tuổi này chẳng còn ngại ngùng gì nữa, cứ thế mà thẳng tiến với sự hỗ trợ của thiên ấn soi rọi. Công việc đã khá hơn và nguồn thu nhập của bản mệnh cũng cải thiện đáng kể, thậm chí nhờ có cả chính tài và thiên tài soi rọi mà nhiều người tìm thấy cơ hội gia tăng tài chính trong thời gian ngắn. Ngoài ra, con giáp này vẫn phải lưu ý đến việc chi tiêu, cần có kế hoạch rõ ràng để tránh bị lạm chi. Các dự án đề ra đều tiến triển như kế hoạch, mặc dù trong quá trình thực hiện vẫn gặp phải rắc rối, nhưng cuối cùng vẫn được giải quyết ổn thỏa. Bên cạnh đó, thu nhập của bạn cũng có xu hướng tăng lên, nếu con giáp này có kế hoạch mở rộng kinh doanh hay khai trương cửa hàng thì nên chọn thời điểm giữa tuần để tiến hành, bởi đó chính là lúc cát tinh hội tụ. Vận trình tình duyên của những chú dê khá yên bình, không có nhiều biến động,
bản mệnh biết cách để làm cho một nửa cảm thấy tin tưởng, yên lòng, dù đôi bên không phải lúc nào cũng dính lấy nhau. Tuổi Đinh Mùi cũng nên chủ động thể hiện tình cảm của mình với đối phương nhiều hơn chút nữa. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Hợi, Tỵ, tiểu nhân, Mão, Tý. Màu sắc may mắn, tím, trắng. Con số may mắn, 76, 23, 08. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 6 âm lịch. Hung tinh thiên cầu nhập mệnh, người tuổi Đinh Mùi nên giữ bình tĩnh và hạn chế tạo mâu thuẫn với đồng nghiệp trong tuần lễ này, nếu không, người chịu nhiều thiệt thòi có thể là chính bạn. Vận khí ảm đạm, con giáp này làm gì cũng phải đầu tư thật nhiều công sức, nhưng thành quả có thể chẳng được như mong muốn. Dù vậy, bạn cũng chớ vội nghĩ tới chuyện bỏ cuộc, có lẽ vì công việc bận rộn hoặc sau cuộc sống có chút thay đổi, nên bạn đang khó lòng tập trung vào những gì đang diễn ra trước mắt. Dù vẫn may mắn là không xuất hiện tình huống nguy hiểm, song con giáp này sẽ khó lòng tận hưởng được cuộc sống một cách trọn vẹn khi bị vướng mắc bởi các vấn đề ngoài ý muốn. Tài lộc trong tuần chỉ ở mức trung bình, tuần này không thích hợp để bản mệnh mạo hiểm đầu tư ở những lĩnh vực mới, càng mạo hiểm thì nguy cơ rủi ro càng lớn, thậm chí có thể mất trắng. Nhìn chung, Đinh Mùi làm gì cũng nên cẩn trọng trong các quyết định và cả việc chi tiêu tiền bạc. Sức khỏe của tuổi này có dấu hiệu suy giảm, bạn được nhắc nhở nên chú ý việc ăn đúng bữa, ngủ đủ giấc kết hợp vận động nhẹ, thường xuyên sẽ khiến cơ thể khỏe mạnh, tinh thần thư thái hơn. Ngoài ra, những người làm việc chân tay hay thường xuyên di chuyển đi lại cũng nên chú ý vấn đề an toàn cho bản thân. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Tỵ, Tý, tiểu nhân, Sửu, Thìn. Màu sắc may mắn, đen, vàng. Con số may mắn, 52, 08, 66. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, Minh Đường Tử Vi có câu chuyện sau đây, hy vọng sau khi nghe xong, quý bác sẽ hiểu thế nào là đặt mình vào vị trí của người khác. Có một con lợn nhỏ xông vào đồng cỏ và ăn uống với bầy cừu mỗi ngày. Nhưng không lâu sau đó, người chăn cừu đã phát hiện ra sự tồn tại của nó và lập tức chộp lấy nó và đem ra chợ bán. Lợn con rú lên và vùng vẫy trong sự tuyệt vọng, nhưng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của người chăn cừu. Bầy cừu sốt ruột nói, con rú lên cái gì? Chúng tôi thường xuyên bị hắn tóm được, nhưng chưa bao giờ bị hắn đem ra chợ rồi làm ầm ĩ như người. Con heo tuyệt vọng nói, chúng ta không giống nhau. Nếu hắn ta bắt mấy người, hắn chỉ lấy lông hoặc sữa của mấy người thôi, nhưng nếu hắn bắt tôi, hắn muốn mạng sống của tôi. Bầy cừu bỗng dưng hiểu ra và im bặt, thì ra heo không giống cừu. Heo rú lên là có nguyên do cả, làm gì có ai cận kề cái chết mà có thể bình tĩnh được, cừu không bị làm thịt thì làm sao mà hiểu được. Những con cừu trước đó, mắng chửi, phê phán con heo vì chúng không hiểu những thử thách sinh tử mà con heo sắp phải đối mặt. Vì vậy cừu chỉ thấy heo làm quá mọi chuyện, rồi rú lên ồn ào. Sau khi nghe heo nói xong, thì bầy cừu đã hiểu ra và im miệng lại. Ở đời, sợ nhất là chẳng biết cái gì, nhưng vẫn đi nói xấu người khác, phê phán người khác. Một người chỉ có thể thấu hiểu nỗi đau, nỗi buồn sau khi đã trải qua nó hoặc từng chứng kiến người khác có hoàn cảnh giống mình. Cũng giống như câu chuyện trên, con heo rú lên là vì nó biết mình sẽ bị bán ra chợ rồi đem đi thịt như giống loài của mình. Vì vậy, nếu bạn không biết khó khăn của người khác, xin đừng tùy tiện lên án họ, biết cuộc sống của người khác cũng không dễ dàng gì, thì tại sao bạn cứ lên án họ làm chi, cho nhân sinh thêm khổ đau. Lòng tốt lớn nhất của con người chính là sự thông cảm và hiểu biết. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.